Hello hello và xin chào mừng em đã trở lại với channel của Lộc 2K2 TV nha các bạn ơi. Và hôm nay thì Lộc sẽ giới thiệu cho anh em một cái combo mà Sun Bounty dành cho người mới chơi thì cũng khá là dễ nha. Đấy, bởi vì cái combo này ấy, nó khá là đam to to vãi cả trưởng luôn ấy đó. Thế nên là anh em nào mà mới vào video này mà chưa like, chưa đăng ký kênh Lộc thì bỏ ra vài giây thôi để like cũng như đăng ký kênh cái Lộc một cái nha. Và cái video này tôi sẽ hướng dẫn anh em cách để săn bounty nha. Ok, bắt đầu thôi mọi người ơi, let's go. Nếu mà anh em đang có nhu cầu mua Robux mà chưa biết mua tại đâu, anh em có thể ghé ngay qua shop robux.vn. Shop sẽ có dịch vụ mua Robux 120 giờ và cũng như mua nick nha anh em. Và cũng như là vòng quay random cực kỳ hấp dẫn luôn nha anh em. Và còn có dịch vụ cày thuê và dịch vụ mua game pass nha các bạn. Và tất nhiên chỉ có thể tại shop robux.vn. Rồi và như anh em nào chưa biết ý, và muốn cái cách combo như Lộc ấy thì anh em đầu tiên là mọi người sẽ phải có một cái cây, đó chính là Death Step, cái võ melee nha. Đấy. Và tiếp theo mọi người sẽ phải có, đó chính là trái Shadow Full Mastery nha anh em. À không phải Full Mastery mà là Full Skill. Đấy, và Zama tiếp theo anh em cũng sẽ phải Full Skill nha mọi người. Và nếu anh em nào muốn sử dụng búp ấy thì theo như tôi nghĩ là anh em nên sử dụng búp này. Không nên xài cái Valkyrie như tôi nha. Đấy, bởi vì cái đấy tôi cầm theo cho đẹp thôi. Đấy, anh em nên sử dụng cái gọi là đây này, cái ủa cái quad đâu hết rồi nhờ, black à green đâu rồi ta, đây này, cái Hunter Cap green này này anh em. Đấy, cái Hunter Cap green này nó vừa tăng tốc độ chạy cho anh em. Đấy, hoặc là anh em thích xài cái gì cũng được, Swan Glass nhưng mà anh không có. Đấy, thì anh em chắc là xài cái đấy thì cũng được á. Đó. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi mọi người. Và xài tộc gì thì anh em chắc là tôi vẫn nghĩ anh em nên xài tộc Cyborg để nếu mà combo, hoặc là xài tộc thỏ để tăng độ cơ động nha. Đấy. Và cái combo này ấy, nó đam thì đam to thật, nhưng mà ấy, cái nhược điểm của nó là sẽ là combo hơi khó dính một chút và bắt buộc anh em sẽ phải xài skill, tỷ lệ skill trúng là skill Z trước. Thì nếu mà anh em sử dụng skill Z trúng thì tỷ lệ ngỏm sẽ là 70% nha anh em. Rồi và bây giờ thì tôi sẽ test thử cái combo này trước cho mọi người cùng coi nha. Ok, bắt đầu thôi mọi người ơi. Đây, và tôi sẽ combo qua trước và tôi sẽ sử dụng từng skill một cho anh em coi sau ha. Ok chưa, bắt đầu thôi mọi người. Và nếu mà anh em nào tích được càng nhiều nỗ thì combo này nó sẽ càng đau nha anh em. Đó. Và bây giờ thì Lộc sẽ combo nào. Đây, đầu tiên thì đây nào, đứng yên đi em, đứng yên như một cái bao cát đi nào, để anh combo vào mặt mày nào. Đấy, anh em sẽ phải xài skill Z. Ôi sao tôi bay hơi xa anh em ơi. Đấy, tôi bay xa lụn đường ấy, thế nên là nếu mà tôi Z chúng là nó ngỏm ở đấy anh em ơi. Tôi không cần làm gì nó cũng ngỏm đấy cơ. Pew. Đấy, bởi vì tôi không có chuyên về PvP, thế nên tôi xài combo về mấy cái skill này thì nó khá là si đa một chút, thế nên anh em thông cảm với tôi nha. Chắc anh em thông cảm với tôi mà. Rồi và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn anh em cách combo này như thế nào, đúng không? Và cái combo này đam khá là to nha. Đấy, và nếu mà anh em xài tộc human như tôi ấy, thì nó sẽ hơi củi một chút đấy. Cái gì? Về Shadow Death Step. Khổ tôi quá anh em ạ, nhà quê còn đi chỉ anh em đấy. Tôi quên mất là thiếu mất một cái skill C nữa anh em ạ. Đấy, bây giờ tôi sẽ làm lại cho anh em coi ấy. Đôi khi là người ta sẽ phải làm lại cuộc đời, thế nên là bây giờ làm lại thôi anh em. Ok, get go. Và bây giờ tôi sẽ combo bằng cách không sử dụng nộ luôn nha anh em nha. Rồi, bắt đầu thôi mọi người ơi. Wow, anh em nhìn đau chưa? Đau chưa anh em? Đấy, khi mà tôi sử dụng thêm cả skill C nữa, ui trời ơi, one shot luôn. Đấy, và nhưng mà cái này ấy, thì tôi không biết là có né được không nhỉ. Em trai đâu rồi, em trai đang ngỏm ở đâu rồi? Alo, em trai. À, em trai đâu rồi? Ui sao em trai chạy ra hẳn đằng sau này thế. Em trai. Ui giời ơi, em trai đâu thế? Đây, anh ở đây mà. Đấy, em ơi, nhưng mà combo như này thì người ta còn né được bằng Haki Soru hay gì không? Còn né không à? Phải không? Thế bây giờ nhá, anh thử combo xong mày ràng né nhá, xem được không nhá. Nhưng mà skill Z của anh trúng trước cơ, hiểu không? Nhưng mà phải skill Z của anh trúng xong mày bắt đầu về cố né, xem né được không nha. Từ từ, đợi anh chút, anh hồi cái gọi là cái chân lửa của anh đã skill về chân lửa. Đấy, David Flame. Ok,
Rồi, bây giờ đợi chút nha, tôi sẽ hồi cái chân lửa cái đấy nha. Đấy, tôi sắp hồi rồi này. Tôi sẽ đánh cho nó ngỏm, nó khóc 3 ngày 3 đêm luôn anh em. Đấy. Rồi, bây giờ tôi bắt đầu nha anh em nha. Ê, có gì nó sai sai ấy anh em à. Giống như kiểu là V của tôi đam hụt hay sao ấy. Ừ, nhưng mà nó không né được đúng không em? Do anh skin V hụt thôi đúng không? Do anh skin V hụt thôi đúng không? Né được vài phát á, nhưng mà vẫn không ăn thua, không né nổi đúng không? Nếu mà chúng skill Z ấy. Nên nếu mà chúng skill Z thì tỷ lệ cao ngỏm vẫn là 70% nhỉ? Ừ. Nếu mà cái này combo với Cyborg à, nó đau anh em ạ. Ù là trời. Cái này nếu mà xài với Cyborg nữa thì phải công nhận là nó đau kê kinh khủng khiếp luôn. Ok. Và bây giờ thì tôi sẽ qua xem vật thường và thực hành cho anh em coi nhá. Ok, let's go mọi người ơi. Hello, hello anh em. Đây, và bây giờ tôi đã vô được một cái server thường cái gì đây. Em chụp hình chụp con đùi. Đây, tôi sẽ xem em có con mồi nào không. À đây này, có thằng này đứng lên đây. Đấy, từ đây. Đây, đây, đây. Ê. Hey. Wow. Không cần xài skill C luôn anh em. Đây là nếu mà combo full nộ nha anh em. Combo full nộ thì không cần xài skill C luôn. Là ngỏm của tỏi liền. À, cái gì đây? Thanh niên này chắc cái gì đây? Hả? À đù. Ê, dỡ à, mà chạy à, dọa à, combo bây giờ, dỡ à, dỡ à. Cái gì đây? Thanh niên này đánh tôi đấy chứ, cái gì đây? What are you doing? À thử. Cho em xin fruit đi anh. À, mày xin fruit hả? Mày xin fruit hả? Xin fruit. Nó, thằng kia nó không có bật PP. Au. Au. Thằng không bật PP. Cái gì đây? Thằng này là cha gì đây? Ek. À, Ek à. Ek. Ừ. Ê, tôi quên mất. Ấn lộn. Quên. Đây, làm lại này. Cái gì? Thằng kia này đứng đây làm gì đây? À, đứng đây thí mạng à tôi thì được, thế thì ê, thanh niên kia chạy được rồi. Ê, nhưng mà vẫn thanh niên này vẫn đứng đây à? Ơ, thí mạng à tôi này. Ơ, à, ngon. Ý giời, thanh niên này chạy rồi. Thôi, đợi chút nhé, tôi sẽ về C2, tôi lấy cái tộc Cyborg để cho mấy ông này sẽ không bật Haki được nha mấy ông nha. Ok, let's go. Rồi mọi người, cái gì đây? Thạch cu chăn nội này chết trùng cái gì đây? Ơ, tôi nghe thấy hình như có tiếng farm. Đấy, và bây giờ tôi đã đổi qua tộc human rồi nha anh em. Đó, đâu, để tôi coi xem có thanh niên ở bên này không nào. Cái gì đây, thanh niên xài human à. Tên, đâu để tôi lại gần coi tên là gì đây. Cái gì cơ, tên thanh niên này cái gì đây. Anti du team. Nani, anti du team. Đâu, anti du team. Oh my god. Thế thì thanh niên này làm sao mà sống được khỏi tay tôi nữa hả anh em? Cái gì đây? Lộc kìa. Không, tôi không phải lộc. Ê, đấu phong thanh niên này đi ra. Để tôi đánh thì luộc thanh niên này. Ê, chỉ là tôi quên mất tôi chưa bật tộc. Nhưng mà thôi không sao. Á đủ lộc. Mày này bởi láo này. Ừ. Đâu rồi. Láo này. Cái gì? Còn thằng cu này sao? Đánh mày giờ nha. Ừ. Rất lộc kìa nữa không? Sao? Sợ chưa? Cái gì? Tha. Ừ, tha. Ừ, tên là ngày Jet Bunny à? Ừ, dạy. Tha thiết gì tầm này. Xin lỗi em. Vì anh sẽ phải lỡ tay anh lấy 5k booty. Bây giờ tôi lỡ tay tôi lấy booty của thằng cu này có sao không ta? Em qua đây. Không có gì cả. Qua đây. Thôi cái gì qua đây. Qua đây anh Lộc ơi. Ừ, đấy thấy không? Bây giờ tôi vô cái xe vở là ai biết tôi. Tha em. À, anh có làm gì mày đâu. Qua đây. Tôi có làm gì thằng cu này ta? Cái gì đây? Im là vàng. Give em the ra vĩnh viễn. Thằng nào vậy? Thằng nào chat câu đấy vậy?
Tham lam. Tôi sẽ phải tìm được cun ở đây. Wow. Ê, tôi sẽ trong ba cun này tôi sẽ chọn ai đây? Kim là vàng. Nhưng mà thằng cun này level thấp. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ thi luộc ông này. Nhưng mà ông này xài, ui sao ông không xài human hết vậy? Đây. Hey. Ê, ở đây đông lắm. Ừ, ngỏm hết nè. Ê, chạy à. Ê. Ai à, chạy được rồi. Tôi cắn lén làm sao mà ông bắt được tôi đấy, tôi cắn xong về tôi chạy. Ui à, sao bắt được tôi à, chết tịt mà. Ê, trốn luôn Lộc không biết gì hết đấy. Và video của mình chắc cũng sẽ kết thúc tại đây thôi mọi người ơi. Và nếu anh em nào mà thấy thích video này thì đừng quên để lại tôi xin một like cũng như một đăng ký kênh nha. Bởi vì cái combo này, bởi vì sao nó khá là ngon vào thời điểm hiện tại, bởi vì nó khá là trâu á mọi người, kiểu khỏe kinh khủng khiếp luôn. Cái combo này hiện tại ấy, ông này ở đây làm gì vậy? Không đánh ông nha. Đấy, thôi đi ra chỗ khác đi. Đấy, bởi vì combo này nó khá là khỏe. Đấy, one shot thì tỷ lệ cao, mà khi anh em có tộc các thứ ấy thì nó khá là dễ luôn. Đấy, và thôi video của Lộc chắc cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Và nếu anh em thấy thích video này hoặc là muốn mình làm video gì tiếp theo thì đừng quên để lại cho Lộc xin một like cũng như một đăng ký kênh nha. Và xin chào và tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye mọi người. Bye bye.